Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đà La Ni thứ 26. Lúc bấy giờ Ngài Dương Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bằng Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hay thù thì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đồng tụng không lẽ hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu cũng đứng phần bao ngày vừa vương. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cũng vàng 800 muôn ứng na do tha hằng hà sa can đứng phần, ý ông nghĩ sao? Người đó đưa cũng đứng có nhiều chẳng, thưa Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thụ trì nhân đến một bài kệ bốn câu, đồng tùng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều. Lúc đó Ngài vừa vương Bồ Tát bành Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa Chú Đà La Ni để giữ gìn đón. Liền nói Chú rằng: An Di Mạng Nhĩ Ma Nê Ma Ma Nê Chỉ Lệ Già Lê Đệ Sa Mê Sa Lý Đa Vị Chuyên Đế Mục Đế Mục Đa Lý Ta Lý A Vị Ta Lý Tăng Lý Ta Lý Xoa Về A Xoa Về A Kỳ Nhị Chuyên Đế Sa Lý A Đà La Ni A Lư Già Bà Ta Kỳ Đa Tì Xoa Nhị Nệ Tì Thế A Tiện Đa La Nệ Lý Thế A Đàn Giá Ba Lệ Thâu Điền Âu Cứu Lệ Mâu Cứu Lệ A La Lệ Ba La Lệ Thủ Ca Sai A Tam Ma Tam Lý Phật Đà Tỳ Kiến Lời Diệt Đế Đạt Ma Ba Lời Sai Đế Tăng Già Niết Phù Sa Đề Bà Sa Bà Sa Thâu Địa Mạng Đa La Mạng Đa La Sa Già Đa Bưu Lâu Đa Bưu Lâu Đa Kiêu Sa Lược Á Sa La Á Sa Già Đa Già Bà Lư A Ma Nhã Na Đa Già Thế Tôn, Thần Chú Đà La Ni này là của 62 ân hằng hà sa can đứng Phật nói, nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thời là xâm hủy can đứng Phật rồi. Lúc đó đứng Thích Ca Mâu Ni Phật khen vừa vương Bồ Tát rằng: hay thay dưỡng vương ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói Chú Đà La Ni này được nhiều lời in ở nơi các chúng sinh. Lúc bây giờ Ngài Dũng Thi Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thù trì kinh Pháp Hoa mà nói Chú Đà La Ni. Nếu vì pháp sư đó được Chú Đà La Ni này hoặc Giả Xoa La Sáng hoặc Phú Đơn Na hoặc Cán Giá hoặc Cư Bàn Trà hoặc Ngạ Quỷ Văn
vân vân. Xin tìm chỗ vợ của Pháp Sư không thể đường tìm lời liền ở trước phần mà nói chú rằng toa lệ ma toa lệ út chỉ mục chỉ a lệ a la bà đệ niết lệ đệ niết lệ đa bà đệ y trí ni vi trí bà đệ Thế Tôn thân chú Đà La Ni này của hằng hà sa can đức Phật nói cũng đều tùy hỷ nếu có người xâm hủy vị pháp chư này thời là xâm hủy can đức Phật đó rồi bây giờ thì xa môn thiên vương vì trời hộ đời bạch Phật rằng Thế Tôn con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ vì pháp sư đó mà nói Đà La Ni này liền nói chú rằng A Lê Na Lê Nâu Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý Thế Tôn dùng thần chú này ủng Pháp Sư con cũng từ phải ủng hộ người trì kinh này làm cho trong khoảng trăm do tuần không có can điều tai hoạn bây giờ trì quân thiên vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ứng na do tha chúng càng tháng bà cung kính vây quanh đến trước chỗ phần chắm tay bành phần rằng Thế Tôn con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh pháp hoa liền nói chú rằng A Ya Nê Ya Nê Cù Lời Càng Đà Lợi Chiên Đà Lợi Ma Đăng Kỳ Thượng Cầu Lợi Phù Lâu Sa Ni Án Đề Thế Tôn Thân Chú Đà La Ni này là của 42 ứng cán đức Phật nói nếu có người xâm hủy vì pháp sư này thời là xâm hủy cán đức Phật đó rồi bây giờ có những la sát nữ một tên làm bà hai tên tỳ làm bà ba tên khúc tỳ bốn tên hoa sĩ năm tên hằng sĩ sáu tên đa pháp bảy tên vô yếm túc tám tên thì anh là chín tên cao đế mười tên đoạn nhân thiết chúng sinh tình khi mười vị la sang nữ đó cùng với quý tử mẫu con và khuyên thuộc đều đến chỗ phần đồng tiên bánh phân rằng Thế Tôn chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thủ trì kinh pháp hoa trừ trừ khổ hoạn cho người đó nếu có kẻ rình tìm chỗ vợ của pháp sư thời làm cho chẳng được tiện lời liền ở trước Phật mà nói chú rằng y đề lý y đề dẫn y đề lý a đề lý y đề lý nê lý nê lý nê lý nê lý nê lý lâu hê lâu hê lâu hê lâu hê đa hê đa hê đa hê đâu hê nâu hê thà trèo lên đầu chúng con chớ đừng nào hại pháp sư hoặc giả xoa hoặc la sát hoặc ngã quỳ hoặc phú đơn na hoặc cán giá hoặc tỳ đà la hoặc kiền đà hoặc ô ma lăng đà hoặc a bạn ma la hoặc giả xoa cán giá
hoặc nhân cán gia hoặc quỷ làm bên nông hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc đến bảy ngày hoặc làm bên nông luôn hoặc hình trai hoặc hình gái hoặc hình đồng nam hoặc hình đồng nữ nhận đến trong chim bao cùng lại chớ não hài liền ở nơi chưa phần mà nói kệ rằng nếu chẳng thuận chú ta não loạn người nói pháp đầu vỡ làm bảy vật như nhánh cây a lê như tội giếm cha mẹ cũng như hỏa ép dầu cân lương khi dối người tội đều đã phá tăng kẻ phạm pháp xưa đây sẽ mắng họa như thế những la sáng nữ nói kể đó rồi bạch Phật rằng Thế Tôn chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thủ trì đọc tụng tu hành kinh này làm cho được an ổn lìa các sự khổ hoạn tiêu các thuốc đồng phẩm bảo can la sáng nữ hay thay hay thay các người chỉ có thể ủng hộ người thủ trì tên kinh pháp hoa phúc chẳng thể lường được rồi huống là ủng hộ người thù trì toàn bộ cúng dường quyển kinh hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đổ khoan lòng kỳ nhà thăm các thứ đèn đèn nến đèn dầu can thứ đèn dầu thơm đèn dầu hoa tô na ma đèn dầu hoa chim bằng đèn dầu hoa bà thứ ca đèn dầu hoa ưu bán la nghìn trăm thứ cúng dường